Tu hành ở đạo tràng thì phải nên như thế nào mới có thể giảng sinh thế giới cực lạc nhanh nhất? Thực sự muốn nhanh nhất, kinh Phật có lý luận này. Lý luận này chính là buông xuống vạn duyên. Bạn thực sự buông được xuống, không những giảng sanh đến thế giới cực lạc, mà bạn còn thành Phật, còn thù thắng hơn giảng sanh đến thế giới cực lạc. Bạn hãy xem Đại sư Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông, chỉ sau một câu nói, Ngài đã có thể buông hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, phàm phu thành Phật. Theo lý luận mà nói, chính là trong một niệm. Một niệm giác thì phàm phu thành Phật, tai nạn gì cũng không còn nữa. Vấn đề là bạn không giác. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn chưa buông xuống, cầu nhanh chóng giảng sanh, có phải là đang bị vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chủ hay không? Vậy thì bạn là tâm phàm phu, tâm luân hồi, không tương ưng với thế giới Tây Phương cực lạc. Việc này không phải là bạn muốn đi là đi được, muốn thành tựu là thành tựu được. Ai nấy đều muốn đi, vì sao không đi được? Bạn phải hiểu lý. Cách nghĩ của bạn phải như lý, như pháp, vậy thì đúng rồi. Cách nghĩ của bạn không như lý, không như pháp, thì suy nghĩ này là vọng tưởng. Người căn tánh trung hạ, không đoạn được phiền não tập khí, không đoạn được thì mới dạy bạn một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Bạn thật chịu làm. Đây là những trường hợp chúng ta nhìn thấy ở người xưa. Chúng ta xem thấy ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, nhìn thấy trong giảng sanh truyện, rất nhiều người niệm Phật đại khái là 3 năm. Họ thật sự giảng sanh, giảng sanh biết trước ngày giờ, đó là thật. Cho nên có rất nhiều đồng tu hỏi tôi, vậy thì thọ mạng của họ vừa đến 3 năm thì đã hết rồi. Điều này theo logic thì nói không thông, nó có việc trùng hợp như vậy chứ. Một người hai người ngẫu nhiên thì còn có thể, nhiều người như vậy thì không thể nào. Vì phải nên giải thích thế nào đây? Phải nên nói là 3 năm họ niệm đến công phu thành phiến. Có thể niệm đến công phu thành phiến thì có thể tự tại giảng sanh. Tuy có tuổi thọ nhưng không cần nữa, tôi muốn đi sớm hơn, vì mới có thể nói được thông. Giống như Oánh Kha thời nhà Tống, đúng là ông niệm Phật thành khẩn, tinh tấn, không có tạp niệm, không có hoài nghi, không có tạp niệm, niệm niệm liên tục không ngừng. Mặc dù chỉ niệm được 3 ngày, nhưng điều kiện niệm Phật ông có đủ, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Ông niệm 3 ngày thì A Di Đà Phật đến. A Di Đà Phật nói với ông còn 10 năm dương thọ, 10 năm sau ta đến tiếp nhận ông. Thì dừng pháp sư Oánh Khà buông bỏ rồi, ông nói con không cần 10 năm nữa, bây giờ con muốn đi với ngài. A Di Đà Phật cũng đồng ý, 3 ngày sau đến tiếp dẫn ông. 3 ngày sau quả nhiên Phật đến tiếp dẫn ông đi, ông cũng không sanh bệnh gì. Đây là điều mà trên kinh Phật nói, trên kinh A Di Đà đã nói, hoặc 1 ngày đến 7 ngày, ông là 3 ngày. Cho nên chỉ cần bạn làm được, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì đây là tịnh niệm tương tục mà Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói. Bạn có nghi hoặc
thì tâm của bạn không thanh tịnh. Bạn có vọng niệm xen tạp ở trong đó, công phu của bạn bị phá hoại rồi, cho nên không thể thành tựu. Học Phật nếu muốn thành tựu thì không có gì khác, nhất định phải buông xuống. Trên kinh đã nói được rõ ràng, đến như vậy buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn vốn dĩ là Phật. Không cần phải đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn đã thành Phật rồi. Là bởi vì chúng ta nói thật ra là không buông xuống được. Nơi này không buông xuống được, chúng ta đến thế giới Cực Lạc mới buông, là thay đổi hoàn cảnh. Vì bạn đến thế giới Cực Lạc thì mức độ thấp nhất phải buông xuống được một phần chấp trước. Chấp trước quá nhiều không buông xuống được, bạn có thể buông xuống ít phần là được rồi. Đây gọi là đới nghiệp giảng sanh. Những còn chấp trước kiên cố đến như vậy thì không còn cách nào. Chấp trước tạo thành lục đạo luân hồi, chấp trước kiên cố thì tạo thành tam đồ địa ngục. Vì có chỗ nào tốt chứ? Việc này nhất định phải là tôi làm, không phải tôi thì không được. Đây là tâm địa ngục, đây là ý niệm địa ngục. Tâm Bồ Tát không phải là như vậy. Hết thảy chúng sanh đều là Phật, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ đức tướng. Ta làm được thì người khác cũng làm được. Người khác có thể làm tốt hơn, họ tạo phước, ta hưởng phước. Một người giác ngộ thì quá quý rồi. Cho nên hiểu rõ lý rồi thì vấn đề tự nhiên dễ giải quyết thôi. Không hiểu rõ lý thì giải quyết vấn đề sẽ khó khăn. Ở đạo tràng cố gắng phải nên vì đạo tràng mà phục vụ. Bởi vì trên kinh Di Đà có câu nói, không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Phục vụ ở đạo tràng là tích lũy công đức, phước đức này làm tăng thượng duyên cho bạn. Đạo tràng không có những người tu phước này thì Phật Pháp không thể tồn tại. Thí dụ nói, các bạn đồng học hiện nay ở đây đây đều muốn học kinh giáo. Nếu đạo tràng này không có người hộ trì thì đạo tràng này sẽ giải tán, duyên này sẽ không còn nữa. Cho nên chúng ta phải xem trọng những người hộ trì đạo tràng.